Đừng nên ham tiền nhiều, chỉ mà đơn giản với cha mẹ là có tiền chút đỉnh đó thôi, rồi lo gia đình cho mẹ, đừng có đau khổ. Một người cha cũng vậy chứ, ai cũng mất con á, mất tiền 5-10 triệu ta kiếm được, còn mất con người ta đâu có chịu nổi. Thì các phụ huynh, các con gì đó, đừng có nghe lời người ta quá, để nghe lời cha mẹ đi. Còn rất nhiều trường hợp phải nói là vô cùng đau lòng, rất nhiều bà mẹ, rất nhiều người cha đến đây phải là xỉu. Chính bản thân em cũng như một số anh em ở đây phải đi mua thuốc về để cho uống, mà phải ra động viên rất nhiều. Muốn chết mà chết cũng không được, mà muốn xuôi tay thì xuôi cũng không được, muốn không có cách nào hết. Nhiều lúc muốn nhờ mấy anh bữa nay rồi nhờ công an, mà nếu không được thì xuôi tay, chứ giờ mình đâu biết tìm đâu mà tìm được. Về kiếm không gặp thì buông xuôi thôi, chứ đâu biết đâu mà gặp được. Bây giờ cả ngàn nhà trọ 1 tỷ không bao giờ gặp. Không những là một số bé gái bị lừa, bị dụ. Dạ, Công Trần xin mến chào quý cô bác anh chị. Thì trong những thời gian vừa qua thì vẫn trong đội nhóm hiệp sĩ của anh Nguyễn Thanh Hải và cùng với Công Trần, cùng với một số thành viên khác, thì cũng giải cứu và cũng cứu rất nhiều bé gái, các bé trai. Các bé trai thì đa số là bị lừa, bị dụ dỗ sang đất nước Campuchia. Rất nhiều trường hợp đã bỏ trốn, anh em cũng đã cứu được rất nhiều. Còn vô số thì còn nhiều người khác rất tiếc là cũng chưa cứu được. Thì trong những thời gian này thì không những một số thành viên, một số người bây giờ thì hiện nay đang một số gia đình, các nạn nhân đang cầu cứu và đang có con bị bán trong các quán cà phê, bị lừa đảo, bị dụ dỗ. Thì hiện nay đây là một cái trường hợp tiếp theo nữa. Thì cái trường hợp này phải nói là một người mẹ cũng rất xa, ở quê rất xa về đây để hy vọng là có một cái công việc nào nhất định ổn định, nhưng mà không ngờ người con thì đã bị lừa đảo, dụ dỗ. Bây giờ chúng khống chế bằng nhiều thủ đoạn, nhiều hình thức. Hiện nay thì người con cũng rất khó có thể liên hệ với gia đình đang cầu cứu. Thì đây là một cái câu chuyện phải nói là vô cùng đau lòng. Mong cô chú anh chị và các bạn tiếp nhận cái thông tin này, chia sẻ nhiều hơn nữa để cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết rõ cái câu chuyện này, để cho các gia đình không bị lừa nữa. Dạ em xin phép em chào chị. Chị cho em hỏi là chị họ tên là gì ạ? Nguyễn Thị Yên. Dạ. Chị năm nay ở đâu ạ? Hiện giờ ở đây là ở dưới quê. Chị ở quê ở đâu ạ? Mà ở đây là đang chị đang ở đâu? Ở đâu ạ? Em ở Tiền Giang. Chị ở quê ở Tiền Giang. Tỉnh Tiền Giang, huyện Cái Bè, xã Hòa Khánh. Dạ. Còn hiện ở Bình Dương là chị ở đâu ạ? Tạm trú ở Bình Chưởng, Bình dạ. Dương. Rồi chị cho em hỏi là hiện nay chị đang cầm trên tay một cái tấm hình. Dạ, cái tấm hình này là người con gái của chị ạ? Con gái là năm nay nó sinh 2008. À, sinh 2008. Chị con là chị là cho con là chị là đi lúc nào? Đi lúc lúc là nó nghỉ trưa 11 giờ trưa là nó đi, nó về nhà tắm rửa rồi nó đi khoảng 2 giờ. Nó đi là từ lúc đó là tôi, nó đi rồi tôi đi làm công ty tới 9 giờ, là 9:30 lại rước con là tin mất tích. Thì bây giờ tôi kiếm từ lúc đó tới giờ tôi không gặp con tôi luôn. Nay đến là nay là 17, không gặp con. Vậy nhưng là, vậy là con là chị năm nay là chưa được 15 tuổi. Dạ. Phải không ạ? Sinh tháng mấy chị? Sinh 2008. Cái tấm hình trên đó là con là chị, là họ tên đầy đủ là gì ạ? Nguyễn Thị Phương Thanh. Nguyễn Thị Phương Thanh. Sinh ngày tháng năm bao nhiêu ạ? Nếu ngày mình á thì ngày 29 tháng Giêng, còn ngày của lịch á. Ngày lịch á là ngày 7, ngày 7 tháng 3. Ngày 7 tháng 3. Dạ. Ngày 7 tháng 3. Vậy bé đi đến giờ phút này là bao nhiêu ngày rồi chị? Ngày đi ngày 4 tháng 7. Ngày 4 tháng 7 ha. Dạ. Dạ. Hiện nay thì chị có biết là con chị đang ở đâu không ạ? Dạ không. Dạ không biết. Dạ. Vậy là chị đã tìm kiếm con chị ở những đâu rồi ạ? Dạ em kiếm thì từ ở trên xã thì người ta hẹn là người ta mời mà người ta chưa có rảnh thời gian, nhờ em nhờ lực sĩ kiếm con em giùm. Dạ, chị đến đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Hải tìm kiếm con của chị. Dạ. Dạ. Con của chị hiện nay có thông tin về nhà là con đang ở đâu và con làm công việc gì không ạ? Nó nói là làm công việc quán cơm mà không biết, mà nó nói là làm là tới tháng là chuyển cho mẹ 10 triệu, mà nó nói là lương nó nhiều, nó hơn tháng nó nhiều nó không biết, mà nó ký giấy vô là khoảng 30 triệu. Ký giấy 30 triệu là giấy gì chị có hỏi rõ là con thì chị là giấy để đó là nó gì? Làm lương trong đó tháng là 30 triệu. Thì nó nói nghe vậy thôi.
Em không biết nó như sao, em không rành. Chị có nghĩ là con là chị đang làm một công việc thì nó chính đáng không? Chị đang nghĩ là con chị đang làm ở tại Việt Nam mình hay là đang bị bán, bị dụ dỗ ở trong các quán cà phê, chị có biết điều đó không? Em không biết. Không biết nữa. Không biết. Nhưng mà nếu mình làm công ty thì tháng 9 10 triệu tăng ca rồi mà nó nói tiếng tháng 30 triệu thì em cũng không biết ra sao. Chị thấy điều đó hơi lạ ha. Vì vậy hôm nay là chị đến đây để nhờ anh em tụi em là tìm kiếm thông tin con là chị đang ở đâu. Em tìm kiếm con em thôi chứ em cũng không biết là ở đâu. Dưới 16 tuổi là bé vẫn là đang tuổi trẻ em. Từ 13 đến 16 tuổi nó cũng là vẫn là còn tuổi trẻ em. Và bây giờ có thể là con là chị có nghi ngờ là con chị đang bị khống chế hay bị đe dọa ở đâu đó không ạ? Dạ, mình không biết. Hiện nay thì anh em tụi em là cũng nói thật với chị là cũng cứu và cũng giúp đỡ được rất nhiều trường hợp về đoàn tụ cùng gia đình. Rất nhiều các bé gái đang bị dụ dỗ, bị bán, bị lừa đảo, bị khống chế vào các quán cà phê. Và rất nhiều gia đình phải chuộc những số tiền lên số tiền rất lớn. Có nhiều trường hợp là phải chuộc cái số tiền lên tới hàng trăm triệu. Nếu không thì chúng sẽ tìm mọi cách, mọi thủ đoạn. Bởi vì con là chị có thể là xin việc làm trên mạng. Đó, vì vậy cho nên là có một số đối tượng lợi dụng cái việc đó để gọi là như kiểu buôn người. Đây là một hình thức buôn người. Và có tổ chức quy mô rất lớn trong những thời gian vừa qua. Chị có điều nào muốn lên tiếng, muốn nói con chị để con chị biết được, xem được, hoặc là có cô chú khán thính giả xem được cái video này để mọi người chia sẻ nhiều hơn nữa để con là chị sớm được trở về cùng đoàn tụ cùng gia đình không ạ? Giờ muốn cầu cứu thì con ơi, giờ muốn về sớm sớm với mẹ. Mẹ không cần tiền gì đâu, mẹ nghèo lắm. Mẹ nghèo lắm, mẹ kêu con về thôi, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo thôi. Kể về mần bao nhiêu ăn bao nhiêu, có cơm ăn cơm có cháo, chứ giờ mẹ nghèo lắm mà đâu có tiền đâu mà tới đi ra tới ngoài ở đâu mà tiền nhiều, đâu có tiền đâu. Về đi con ơi, có nhiêu ăn nhiêu con ơi. Bây giờ là với chị là bản thân chị cũng như gia đình thì em thấy ở đây cũng rất nhiều người thân của chị cùng lên đây với chị để đi tìm kiếm thông tin con chị. Chị cho phép cho em hỏi là chị được mấy người con à? Dạ có hai đứa. Hai bé này là trai à, bé này là bé lớn hay bé nhỏ chị? Bé nhỏ. Bé nhỏ, còn một bé lớn là trai gái chị? Gái. Gái hả? Dạ. Bé gái thì hiện nay đang ở nhà ha? Ở nhà. Có gia đình ở nhà. Bé gái thì là người chị hai là có biết là em của mình có mất biết tích ở đâu? Không. Hai chị em có từ khi mà mất liên lạc vì đến giờ phút này đến ngày hôm nay là chị về đây là hiện nay đã gọi được, đã báo tin được cho nhau chưa? Dạ ở nhà biết hết, như giống như giờ điện, giống như nãy giờ đây vậy đó, không có nói chuyện gì nhau được. Nói chuyện được mà nó không có cho vị trí ở đâu. Vậy là con là chị hiện nay có thể là vẫn nói chuyện được. Nhưng mà không phải lúc nào cũng được. Thì theo như em có thể là em phán đoán thôi, chưa biết là có chính xác hay không, thì có thể là con là chị đang bị dụ dỗ hoặc bị đang nhốt ở trong một cái quán hoặc một cái chung cư hoặc một cái nhà nguyên căn nào đó để cho một số đối tượng đi chở đi phục vụ các quán cà phê hoặc các điểm karaoke để chúng lợi nhuận kiếm tiền. Con là chị hiện nay thì có báo tin về nhà là con làm công việc gì cụ thể không ạ? Hay là chị nói là quán cơm thôi? Hỏi con á thì đi làm gì, nó nói con bán quán cơm. Hỏi nói vậy thôi, rồi hỏi con á thì giờ đó bán bao nhiêu nó không biết nhiêu, nhưng mà cần chữ ký nó thì nó nói là 30 triệu. Thôi mẹ ở nhà an tâm đi, rồi con gửi hàng tháng về 30 triệu. Nó nói vậy thôi chứ mình không biết. Trước đây bé ở nhà là trước khi đi có biểu hiện gì bất thường không chị? Bé có thông minh, có biểu hiện gì bất thường không? Dạ nó cũng thấy thông minh. Chỉ có mấy ngày thì nó cũng thấy, nó cũng biểu hiện nó khác khác. Thì chắc độ phóng đón nó cũng muốn đi. Vậy là đi là bé đem theo điện thoại hay là tiền bạc hay là xe pháo phương tiện gì không chị? Dạ không có gì hết, chỉ có chiếc nhẫn hồi đó mới mua tháng rồi là 1,7 triệu với cái điện thoại thôi. Điện thoại là hãng gì, loại gì chị có biết không? Dạ thường thôi. Dạ. Hồi đó mua người ta mấy trăm ngàn à. Công việc chính của chị hiện nay làm gì ạ? Dạ làm công ty. Công ty. Hôm nay là ngày chủ nhật là chị cố gắng nè. Dạ làm bữa nay là nghỉ, còn ngày hôm qua là làm mà xin nghỉ buồn mà không nổi. Buồn rồi đi lên công an rồi cũng có trình báo.
Công an người ta nói làm sao chị? Nó nói thì giờ ta ngày qua ta làm giấy chứng minh rồi, rồi làm hộ khẩu, làm với cái gì, làm chích thuốc ngừa, nên ta cũng chưa có rảnh thời gian mà làm. Chị đã tìm kiếm con chị ở những đâu rồi? Chưa có tìm đâu được hết, không biết đâu tìm luôn. Chỉ giờ mình vô nhà bạn trai nó thì bạn trai nói với mình là hồi lúc á thì nó đi thì đi với bạn trai nó, rồi tới chừng giờ ta vô ta hỏi nó, ta ăn nhậu nó đi, nó đi luôn vậy rồi không biết. Cái người bạn trai đó ở đâu chị có biết không? Dạ gần chợ, gần nhà. Gần nhà. Dạ. Và hiện nay cái người chợ, người cái người bạn trai đó còn sống ở địa phương không ạ? Hay là đi đâu đâu rồi? Như là cái bữa về thì bữa vô chợ thì có nó đi đi tới tới lui lui, giống như nó đi đó, mình vô đó gặp một chút rồi nó đi đâu mất tiêu. Dạ, rồi giờ thì 2 ngày qua không có vô nữa. Dạ. Chị có nghi ngờ là cái người bạn trai này dùng đỗ đi một nơi nào đó không để đi bán đi? Thì mình cũng nghĩ là nó biết, nhưng mà giờ ta nói ta không biết mình làm gì, giờ giờ chỉ có người mạnh tay nói chuyện với nó thôi. Dạ. Chứ giờ mình yếu yếu thì nó nói không không mình làm gì nó. Dạ. Dạ. Mình chỉ nhờ cái người mạnh tay nói chuyện với nó thôi, mình không phải mình kêu người ta đánh nó cũng không đúng. Dạ. Mình chỉ can thiệp nói nó đàng hoàng, cho nó đưa cái chỗ nào nó làm á thì mình biết vậy thôi. Dạ. Là người mạnh tay thôi. Dạ. Rồi cái video này thì chị có lời nào muốn chia sẻ trên cộng đồng mạng, hy vọng là để cho các cô chú, các anh chị, các bậc phụ huynh sinh ra những người con, những người cháu của mình để chia sẻ nhiều, lan tỏa nhiều hơn nữa. Yeah. Mục đích chính là sau này để các bé trai, bé gái không bị lừa việc nhẹ lương cao đi sang Trung Quốc, sang Campuchia hoặc bị lừa dụ dỗ vào các quán cà phê để bị ép buộc không ạ? Thì muốn nói là các con, các cháu đừng nên ham tiền nhiều. Chỉ mà đơn giản với cha mẹ là có tiền chút đỉnh đó thôi, rồi lo gia đình cho mẹ đừng có đau khổ. Một người cha cũng vậy, chứ ai cũng mất con, mất tiền 5-10 triệu người ta kiếm được, còn mất con người ta đâu có chịu nổi. Thì các phụ huynh, các con gì đó đừng có nghe lời người ta quá, để nghe lời cha mẹ đi. Còn rất nhiều trường hợp phải nói là vô cùng đau lòng. Yeah. Rất nhiều bà mẹ, rất nhiều người cha đến đây phải là xỉu. Chính bản thân em cũng như một số anh em ở đây phải đi mua thuốc về để cho uống mà phải ra động viên rất nhiều. Muốn chết mà chết cũng không được. Đó. Mà muốn xuôi tay thì xuôi cũng không được, cũng không có cách nào hết. Nhiều lúc muốn nhờ mấy anh bữa nay rồi nhờ công an, mà nếu không được thì xuôi tay, chứ giờ mình đâu biết tìm đâu mà tìm được. Về kiếm không gặp thì buông xuôi thôi, chứ đâu biết đâu mà gặp được. Bây giờ có ngàn nhà trọ 1 tỷ không bao giờ gặp. Không những là một số bé gái bị lừa, bị dụ dỗ vào các quán cà phê vì thông tin là tin người xin việc làm trên mạng, và cũng rất nhiều trường hợp và nó là có trình độ nhưng cũng vẫn cứ bị lừa sang Campuchia vì người ta nói là lương tháng từ 18 triệu đến trên 20-30 triệu. Vì vậy cho nên rất nhiều người là đã bị mắc lừa. Và nhiều thông tin là cho rằng nhiều nạn nhân hiện nay về nhà kể chuyện cứu được về nhà kể là chúng dụ dỗ, chúng lừa, là khi nào sang đó không thích thì mình vẫn về bình thường. Yeah. Không có ảnh hưởng gì cả. Yeah. Nhưng mà rốt cuộc là tất cả những nạn nhân đó đều không được về. Yeah. Yeah. Thôi thì em cũng không biết nói gì hơn cả. Em xin cầu chúc cho gia đình chị có một sức khỏe tốt. Trong thời gian sớm nhất thì gia đình có thông tin chính thức của bé. Về sớm sớm đi con ơi. Rồi chị cố gắng. Dạ, cố gắng mong con về sớm sớm thôi, chứ không mong gì, có gì ăn nấy là được rồi. Dạ kính thưa cô chú anh chị và các bạn, ở trong màu nước thì đây là một cái video và nó là cũng vô cùng một bà mẹ vô cùng đau lòng đang thất lạc mất người con, có thể là đang bị dụ dỗ lừa đảo trong các quán cà phê tròi hoặc là quán cà phê bị ôm, và cũng không ngoại trừ là bé có thể là bây giờ bị lừa đảo bán sang Campuchia các bạn. Hy vọng là cái video này để chia sẻ nhiều hơn, lan tỏa nhiều hơn nữa. Công Trần cũng đã và cũng với anh Nguyễn Thanh Hải cũng đã từng cảnh báo, nêu lên rất nhiều cái lý do các bé trai bé gái mắc lừa vì rất nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Thôi có lẽ là video Công Trần cũng xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.